Thưa quý vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay 30 tháng 4. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Sáng ngày 30 tháng 4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Đức đang tất bật hoàn tất những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng cho buổi bắn pháo hoa đêm nay. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điểm bắn tầm thấp trên xà lan tại khu biệt thự Thảo Điền với số lượng 90 dàn pháo hoa tầm thấp, 10 dàn hỏa thuật. Sau khi phần ngầm cơ bản đã thi công xong, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Thi công phần bê tông cốt thép đã lên tầng 2, tiến tới cơ bản hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 để bắt đầu lắp đặt dựng kết cấu mái thép. Dịp lễ năm nay, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn ở lại thành phố thay vì đi du lịch xa. Do đó, nhu cầu mua sắm cũng tăng cao. Tại các chợ truyền thống, siêu thị, giá hàng hóa được ổn định, nguồn hàng phong phú đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,38% so với tháng trước và tăng 3,48% so với cùng kỳ. Trong ánh nắng tháng 4, những cây hoa sứ có tuổi đời trên trăm năm khoe sắc thắm ở khu di tích Bạch Dinh, thành phố Vũng Tàu. Nhiều cây sứ cổ thụ nằm dọc theo các bậc thang cổ kính. Theo Bảo tàng tỉnh, nơi đây có hàng trăm gốc hoa sứ trăm tuổi, trong đó phần lớn được trồng từ khi xây dựng tòa nhà Bạch Dinh khoảng năm 1858. Nhiều du khách đến đây thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng dạng hoa sứ và các cổ vật trong khu di tích Bạch Dinh. Thưa quý vị các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhiều tài xế xe công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thay vì chọn về quê ở với gia đình đã quyết định ở lại thành phố để cày cuốc mong kiếm được thêm thu nhập. Em có chạy xuyên suốt gửi luôn mà chị. Tại gia đình em đơn chiếc, em chạy tranh thủ chạy để nói chung là em lo cho đứa em nữa. Trung bình thì 6 giờ em ra xe tới 10 giờ tối em về. Tầm có 600. 600 chưa trừ chi phí ăn uống rồi xăng cồ thì cũng còn có 300 mấy à chị. Thì kinh tế khó khăn thì bây giờ lễ thì giá cũng đắt đỏ quá thì tụi anh cũng phải gắng lo chạy thêm một chút xíu thu nhập để lo cho vợ con trong dịp lễ. Chứ mà đi về quê luôn thì cũng khó khăn tụi anh. Tại vì vợ anh á, thì bây giờ đã nghỉ công ty rồi. Mà bây giờ tụi anh mà còn nghỉ nữa thì mệt. Thôi khó thì anh chút, anh trụ cột gia đình, anh phải đứng ra anh làm luôn, gán được cái gì hay cái đó thôi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.